nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Lao động và Trung tâm Văn hóa Thông tin Truyền thanh thành phố Tân An tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá. Tham dự giải có 6 đội liên quân với gần 100 vận động viên đến từ 15 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tân An. Ở nội dung nam, các đội sẽ chia làm 2 bảng. Mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ vào thi đấu trận chung kết. Hầu hết các đội đều đã nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ giải cũng như các quy định khác của ban tổ chức. Thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng và đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, sôi nổi, nhiều pha bóng đẹp. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất nam cho đội liên quân trung học cơ sở Nhật Tảo, giải nhì đội liên quân tiểu học An Vĩnh Ngãi. Riêng đối với giải bóng đá nữ, tham gia cũng có 6 đội liên quân, gồm công đoàn viên nữ ở các trường trên địa bàn phường 1, xã Bình Tâm, công đoàn viên nữ ở các trường trên địa bàn phường 2, xã Hướng Thọ Phú, công đoàn viên nữ ở các trường trên địa bàn phường 3, phường 7, xã An Vĩnh Ngãi, công đoàn viên nữ ở các trường trên địa bàn phường 4, phường Khánh Hậu, công đoàn viên nữ ở các trường trên địa bàn phường 5, phường Tân Khánh, xã Nhân Thạnh Trung, công đoàn viên nữ ở các trường trên địa bàn phường 6, xã Lợi Bình Nhơn. Chất lượng giải bóng đá nữ năm nay đã có những bước chuyển biến rõ rệt từ kỹ thuật đến phong cách và tinh thần thi đấu, cũng như kỹ chiến thuật nổi bật rõ nét. Nhiều trận đấu đã diễn ra kịch tính hấp dẫn, nhiều đội đã thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình để giành được thứ hạng cao. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên quân trường tiểu học Tân An, giải nhì thuộc về đội liên quân tiểu học Lý Tự Trọng. Để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1, thì ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã tổ chức nhiều cái hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ quản lý và giáo viên. Thì nổi bật trong đó là có cái hội thi thể dục thể thao tổ chức bóng đá nữ và bóng chuyền nam. Thì qua cái hội thi này thì các thầy cô đã có một cái sân chơi lành mạnh giúp cho các thầy cô là bớt căng thẳng sau những cái giờ dạy học. Thì trong thời gian tới thì ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan để tạo ra nhiều cái sân chơi khác cho cán bộ quản lý và giáo viên trong ngành. Qua thi đấu, nhiều vận động viên đã thể hiện được trình độ kỹ thuật xuất sắc, bản lĩnh thi đấu tốt. Đây thực sự là những nhân tố quan trọng là nguồn lựa chọn vận động viên để Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An thành lập đội tuyển để tham gia giải bóng chuyền ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Long An được tổ chức trong thời gian sắp tới.